Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 2 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại thành phố Hưng Yên sau kỳ họp Quốc hội. Chuyên gia nhận định về quy hoạch tỉnh Hưng Yên. Xã Đông Tảo, huyện Khoai Châu phát triển không gian xanh trong xây dựng nông thôn mới. Khen thưởng 3 cá nhân tại huyện Ân Thi dũng cảm cứu trẻ em đuối nước. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc với cử tri thành phố Hưng Yên sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Dự hội nghị tiếp xúc có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, cùng dự có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 và báo cáo kết quả giải quyết trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri đến Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Trước và sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tổng hợp và gửi 40 ý kiến kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ và một số bộ ngành trung ương để trả lời, giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhận được 30 văn bản của các bộ ngành trung ương trả lời 38 trên 40 kiến nghị cử tri. Cử tri và nhân dân tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Tô Lâm sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò của người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, đồng thời kiến nghị về vấn đề phòng cháy chữa cháy sau khi liên tiếp xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng trong thời gian qua. Tháo gỡ chính sách tuyển dụng cán bộ công đoàn để có thể thu hút đội ngũ cán bộ công đoàn có nhiều kinh nghiệm, trưởng thành từ cơ sở. Bất cập trong việc thành lập văn phòng công chứng, một số vấn đề về xây dựng và ban hành luật tư pháp người chưa thành niên, cũng như những khó khăn khi cần tiếp cận thông tin quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng và cảm ơn những tình cảm của cử tri và bà con nhân dân đã dành cho mình trên cương vị công tác mới. Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các ý kiến của cử tri rất sâu sát, đề cập đến những vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội và phù hợp với những nội dung đang được Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Chủ tịch nước đã giải đáp một cách cụ thể nhiều thắc mắc kiến nghị của cử tri, đồng thời khẳng định đa số các ý kiến phát biểu góp ý cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác lập pháp của Quốc hội, nhấn mạnh từ thực tiễn, từ những vấn đề sôi động, nóng bỏng của đời sống xã hội, những vướng mắc bất cập của cử tri đã có những kiến nghị rất xác đáng, rất tâm huyết và đề cập đến nhiều lĩnh vực. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng 50 bộ máy tính cho học sinh thành phố Hưng Yên. Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm tặng quà gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo tại thành phố Hưng Yên, đó là gia đình thương binh Nguyễn Quốc Sông ở phường Lê Lợi, tặng quà và trao kinh phí hỗ trợ trị giá 80 triệu đồng để xây nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Phạm Thị Cậy, hộ nghèo ở phường Quang Trung. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Chủ tịch nước yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Cũng trong sáng nay, ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam và các ông bà trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Phù Cử. Cùng dự có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, cử tri huyện Phù Cử đã nêu những kiến nghị như chính sách hỗ trợ trong việc sử dụng bảo hiểm xã hội đối với người lao động, chế độ đối với người có công, nạn nhân nhiễm chất độc da cam, chính sách tháo gỡ khó khăn cho các hộ được giao đất trái thẩm quyền trên địa bàn huyện. Đại diện lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp thu, giải đáp một số ý kiến cử tri theo thẩm quyền của mình. Đặc biệt, chế độ chính sách hỗ trợ người lao động, người có công, nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giải thích làm rõ thêm một số vấn đề của cử tri quan tâm như luật đất đai sửa đổi, chế độ hưởng bảo hiểm xã hội. Thưa quý vị và các bạn, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Hưng Yên đang chuẩn bị tổ chức công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Những nội dung chính của quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ này được các chuyên gia hàng đầu trong nước đánh giá cao. Quy hoạch tỉnh Hưng Yên xác định quan điểm phát triển dựa vào khai thác các lợi thế về vị trí địa lý liền kề thủ đô Hà Nội, phát triển nhanh, bền vững, tạo bước đột phá về tốc độ và chất lượng tăng trưởng, phát triển các khu chức năng có quy mô lớn, phát triển bền vững, bao trùm, gắn phát triển kinh tế với phát triển xã hội, bảo vệ môi trường. Mục tiêu đến năm 2030, Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ, hiện đại, công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước. Trong tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu đến năm 2037, dịp kỷ niệm 40 năm tái lập tỉnh, Hưng Yên cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương. Quan điểm và cái mục tiêu phát triển nó thể hiện là cái khát vọng của Hưng Yên đặt mình trong một cái vùng đồng bằng sông Hồng của vùng Bắc Bộ, là vùng kinh tế trọng điểm, cả nước đang có những cái khởi động rất là mạnh, đang có cái đà rất là tốt, thì cái khát vọng này nó được phản ánh muốn vượt trước, không phải là cứ đi theo mãi mà là vượt trước cùng với vùng, nhưng mà vượt trước. Hưng Yên hiện nay mang bóng dáng, mang đà, mang thế của một cái cực tăng trưởng vùng. Lần đầu tiên, phương án tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên được sắp xếp bài bản, khoa học theo mô hình mạng lưới đa cực tích hợp dựa trên cấu trúc khung phát triển gồm hai vùng, hai hành lang, năm trục, ba trung tâm. Quy hoạch lần này của tỉnh đã đặt ra rất nhiều những cái mục tiêu vừa lớn, vừa quan trọng, vừa đa chiều và vừa cả chung dài hạn cũng như là tầm nhìn xa hơn nữa. Theo cái hướng là thứ nhất để phát huy cái thế mạnh, cái lợi thế của tỉnh, nhất là về vị trí địa lý, về lịch sử, về văn hóa, về cái nền tảng phát triển. Cái thứ hai là cũng để nhằm khắc phục những cái bất lợi, những cái điểm yếu của tỉnh. Ví dụ về cơ sở hạ tầng, ví dụ về quỹ đất của chúng ta. Thứ ba là để tạo ra cái xung lực mới để thu hút đầu tư. Với 3 khâu đột phá, 10 nhiệm vụ trọng tâm cùng hàng loạt phương án giải pháp được đặt ra, quy hoạch thời kỳ này cũng được đánh giá cao về tính khả thi. Những nhiệm vụ rất là lớn mà tôi nói là tham vọng đấy chứ không phải chỉ là khát vọng. Nhưng mà cái cách tiếp cận là tính hành động nó rất là cao. Hành động ở đây nó hàm một cái nghĩa là cái quyết tâm. Nhưng đồng thời nó cũng nói rõ được là tính khả thi của cái việc ấy như thế. Nó cho thấy rằng đấy là cái tinh thần ấy là đúng theo cái diễn đạt mà của chính phủ, thủ tướng hay nói là không gì là không thể. Không gian xanh giúp điều hòa không khí, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Bằng việc tạo dựng và duy trì không gian xanh, mỗi gia đình tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu đã góp phần tạo môi trường ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp và an toàn. Năm 2022, khi xây sửa lại nhà, thay vì chặt cây để có khoảng sân rộng hơn, thì gia đình ông Lưu Chí Bình giữ lại những cây xanh có tuổi đời hơn 50 năm. Bên cạnh đó, gia đình ông còn đầu tư hàng trăm triệu đồng để thiết kế khu vườn với nhiều loại cây trồng. Dưới những tán cây xanh mát làm dịu đi nắng nóng, đem lại cảm giác dễ chịu cho mọi người. Khu vườn nhà ông là không gian trò chuyện, vui chơi lý tưởng cho các thành viên trong gia đình cũng như bà con trong xóm. Ngồi ở dưới tán cây mà những trời nắng nóng như thế này thì thật sự là cảm thấy nó rất là thoải mái mà sướng vô cùng luôn. Không khí nó rất là nhẹ nhõm, rất là tuyệt vời. Hệ thống cây xanh mát và hoa đẹp mắt được phủ kín trên những tường bao của các gia đình hai bên tuyến đường chính của thôn Dũng Tiến. Hiện thôn có hơn 300 hộ dân, hầu hết các gia đình đều trồng, bố trí các loại cây trong khuôn viên nhà mình. Không gian xanh được ví như lá phổi xanh của khu dân cư, nhất là trong những ngày hè nóng bức, vai trò của hệ thống cây xanh càng quan trọng hơn, giúp làm mát, điều hòa không khí, tạo dựng cảnh quan xanh. Dũng Tiến chúng tôi nói chung là ít nhiều nhà nào cũng có cây cối hay là cái bóng mát. Mùa hè này thì mát mẻ, các cháu đi học về thấy đùa cười rồi xe pháo đi ở sân phóng mát sướng. Môi trường sạch đẹp đã đưa vào nghị quyết của thôn để xây dựng. Mà thực tế thì gần như là bà con thì từ trước đây cũng nhà nào cũng thế, cũng rất là nhiều cây xanh. Đây không những là cái tiêu chí mà cũng như là cái nhu cầu của cuộc sống. Chúng tôi cũng đã vận động nhân dân, chị em phụ nữ là tích cực trồng cây xanh, rồi là giúp nhau là ví dụ như mình có cây hoa giống chẳng hạn thì mình cho nhau để trồng tạo cái không gian xanh của gia đình nhà mình. Trong thời đại hiện nay, việc thiết kế không gian xanh trong mỗi gia đình là một xu hướng cần thiết.
không chỉ mang lại những lợi ích cho sức khỏe, tinh thần của con người, tạo môi trường sống trong lành mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới một cách bền vững. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện hệ đại học chính quy năm 2024. Theo đó, nhà trường ghi nhận số nguyện vọng năm nay tăng cao hơn so với năm 2023 và điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện sẽ cao hơn các năm. Cụ thể, các ngành có điểm trúng tuyển cao là sư phạm, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với giải điểm từ 21 đến 28,5 điểm theo kết quả học trung học phổ thông, 45 điểm theo kết quả kỳ thi tư duy và 65 điểm theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực. Các bậc phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển chính tại đường link đang hiển thị trên màn hình https://tuyensinh.utehi.edu.vn, tra cứu trúng tuyển /index. Năm nay, trường sẽ tuyển sinh 3.500 chỉ tiêu theo 5 phương thức vào 22 ngành đào tạo. Mỗi lớp từ 20 đến 25 sinh viên được giảng viên có trình độ cao là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ trực tiếp giảng dạy. Ngoài ra, thí sinh cũng có thể đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu từ ngày 18 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2024. Sáng nay, huyện Văn Giang tổ chức Đại hội đại biểu Hội Người Cao Tuổi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy. Huyện Văn Giang có trên 20.680 người cao tuổi. Người cao tuổi trong huyện đã và đang phát huy tốt vai trò tuổi cao gương sáng. Trong giai đoạn 2021-2023, các cấp hội người cao tuổi huyện đã vận động được 258 triệu đồng, tặng trên 5.600 lượt cụ có hoàn cảnh khó khăn, trên 7.800 người cao tuổi được chúc thọ, tặng quà với số tiền hơn 2 tỷ 630 triệu đồng. Tổ chức 68 buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho trên 2.440 lượt người cao tuổi với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Cán bộ hội viên người cao tuổi còn tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Để phòng tránh hạn chế tối đa số vụ tai nạn thương tích đuối nước vào dịp hè, sáng nay, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện Khoa Châu tổ chức tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích đuối nước cho gần 120 đoàn viên và thanh thiếu nhi trên địa bàn. Qua thống kê, trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Hưng Yên có 52 trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, trong đó hơn 30 trẻ em tử vong do đuối nước, chủ yếu là trẻ dưới 15 tuổi. Thực trạng đó gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước mùa nắng nóng và công tác quản lý học sinh trẻ em từ phía nhà trường, gia đình và xã hội. Các em thiếu niên xã Đại Tập được tuyên truyền những kỹ năng, kiến thức và thực hành cách xử lý khi gặp tình huống liên quan đến tai nạn đuối nước bằng nhiều hình thức phong phú. Qua đó giúp các em thiếu nhi nâng cao ý thức và có nhiều kỹ năng để phòng chống những tai nạn do đuối nước gây ra. Nhân dịp này, Phòng Cảnh sát Giao thông tặng 200 áo phao dụng cụ nổi cho lực lượng đoàn viên xã Đại Tập để dạy các em bơi trong dịp hè. Sáng nay, huyện Ân Thi trao thưởng cho các công dân Vũ Văn Oai, Nguyễn Văn Phú ở thôn Nam Trì xã Đặng Lễ và anh Lê Quang Huy ở thôn Bảo Tàng xã Quảng Lãng vì có hành động dũng cảm cứu hai cháu học sinh bị đuối nước. Ngày 14 tháng 6 năm 2024, hai cháu bé khi nghỉ hè về ông bà ngoại chơi tại xã Đặng Lễ đã đến chơi tại khu ao thả cá tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hưng Yên. Không may các cháu bị ngã xuống ao. Do các cháu không biết bơi, song có người nhìn thấy đã hô hoán, nên được ông Oai, anh Huy và ông Phú đang ở gần đấy phát hiện kịp thời và không quản ngại nguy hiểm, đã lao xuống ao cứu vớt lần lượt các cháu và cùng người dân địa phương sơ cứu, đưa các cháu đến Trung tâm Y tế huyện Ân Thi, cấp cứu và chuyển lên tuyến trên điều trị. Đến nay, các cháu đã khỏe mạnh và sinh hoạt bình thường. Thưa quý vị và các bạn, đã từng xảy ra nhiều vụ cháy chung cư gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Thế nhưng tại khu nhà ở xã hội Phúc Hưng 2, trên địa bàn phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại khu nhà ở Phúc Hưng Phố Nối đầu tư. Dù đã bàn giao và cư dân cũng đã dọn về ở hơn 6 năm nay, nhưng hiện công tác phòng cháy chữa cháy vẫn đang bị bỏ ngỏ. Thực trạng này khiến cho cư dân luôn phải sống trong sự bất an, lo lắng. Toàn bộ 4 tòa nhà cao 10 tầng với hơn 300 căn hộ tại khu nhà ở xã hội này đều đã có cư dân sinh sống. Không những vậy, tại tầng 1 còn có rất nhiều hộ kinh doanh, thậm chí còn có cả trường mầm non. Vậy nhưng, cả 4 tòa, hiện hệ thống phòng chống cháy nổ vẫn không hề có gì ngoài bể nước.
các hộp đựng bình chữa cháy thì vẫn trống không. Trong khi đó, hệ thống dây điện chằng chịt, hầm để xe ban đêm gần như kín chỗ. Đó chính là nguy cơ xảy ra cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, còn cư dân vẫn phải sống trong lo âu. Phòng cháy chữa cháy thì ở đây cũng chưa có gì cả. Ống nước nhưng mà làm gì có nước nuôi gì đâu. Còi báo cháy của từng hộ đấy cũng không có. Vâng, cuộc sống hàng ngày thì cư dân thì lo lắng nhưng mà cũng chưa biết làm sao. Mong muốn xem chủ đầu tư làm như là cho hoàn thiện cho cư dân yên tâm. Ở đây phòng cháy chữa cháy thì cái đường ống cháy này nó chưa hoạt động, chưa có nước này. Hệ thống cảnh báo tự động thì cũng không có. Mọi người dân phải tự đưa ra ý thức phòng cháy chữa cháy thôi. Dân thì ai cũng bức xúc về cái vấn đề này. Lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an thị xã Mỹ Hào, đơn vị quản lý trực tiếp và phường Bần Yên Nhân cho biết đã nhiều lần phối hợp với các đơn vị chức năng đến kiểm tra, ra quyết định xử phạt đơn vị này. Tuy nhiên, đơn vị chỉ biết lập biên bản bởi chủ đầu tư đã bị khởi tố, đang trong thời gian điều tra. Tỉnh nghiệm thu thì sau đó mới bàn giao cho cấp huyện, thì lúc đó bọn tôi mới quản lý. Cái giai đoạn 2 này thì vẫn chưa được nghiệm thu về phòng cháy cháy và xây dựng. Trong lúc chưa bàn giao thì bọn tôi chỉ tập huấn tuyên truyền cho người dân để tham gia để nâng cao cái nhận thức về phòng cháy. Dự án hiện nay cũng đang ở trong cái giai đoạn cơ quan điều tra thực hiện cái việc kiểm tra, điều tra công tác quản lý. Dẫn đến cái tình trạng hiện nay thì cái việc mà thực hiện cái công tác đẩy nhanh cái tiến độ về cái hệ thống phòng cháy chữa cháy là rất là khó khăn. Với cái chức năng thuộc quyền của phường thì cũng không thể giải quyết được cái việc này và cũng chỉ mong kiến nghị với các cấp có thẩm quyền để xem xét phối hợp để cùng thực hiện. Dự án nhà ở xã hội với mục tiêu tạo điều kiện để người thu nhập thấp có nhà ở để an cư, an tâm làm việc, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nếu tình trạng trên kéo dài, không những không đạt được mục tiêu trên mà còn khiến cho các cư dân luôn phải sống trong thấp thỏm lo âu. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.